Ngon nhỉ. Phải công nhận mùa đông ăn kem nó vẫn là chân ái mọi người nhỉ. Vâng, đúng rồi chị Nhung ạ. Lạnh buốt hết cả não ra nhưng mà vẫn muốn ăn. Anh Hiếu ơi, mai đi nhặt dép cũ xong đổi lấy kem tiếp nhá. Thôi ta xin mày, ở làng này không còn dép cũ để cho mày nhặt đâu. Ôi chú mày ơi, có ôm nát rượu kìa. Còn trẻ mà đã rượu chè bé bét thế này, sau này ai mà lấy ông này á, có mặc khổ cả đời. Chị Nhung, chị Nhung, cho em ăn thử kem của chị với. Kem của chị vị gì ấy? Của chị vị chanh à? Thế ừ. Của em vị gì đấy? Cho chị ăn thử với. Của em vị dâu ấy, nhưng mà chị cho em ăn trước nhá. À, đã. Ngon quá. Được rồi, mang kem của em đây. Ơ kem của em đâu rồi? Anh Hiếu, anh ăn kem của em đúng không? Kem gì? Ai biết kem gì đâu. Nhưng mà nãy nhá, anh em vẫn cầm cả cái. Quay đi ngoảnh lại, còn mua cái này thôi. Chỉ anh ăn của em thôi. Mày ngáo à? Ê, mấy đứa kia sao mày có hỏi mày mày đổ tội cho tao thế? Anh Hiếu ơi, kem có dính trên mép anh kìa, em kiểm tra là cái thằng người đúng vị không? À, đúng vị dâu của em rồi. Anh Hiếu, anh ăn của em. Anh Hiếu ơi, ở đây có mỗi cái thảo nó ăn hương dâu ấy. Thế sao cái hương dâu ấy nó lại đậu trên mồm anh? Coi... anh Hiếu ơi, đừng kem cho em, thả kem cho em lại. Em bắt đợi đây anh. Chán rồi đấy. Ăn được miếng kem á, đến khổ. Anh Đạt, đi! Anh Hiếu đứng lại cho em. Anh Hiếu. Anh Hiếu. Anh Hiếu đâu rồi? Anh Hiếu nhớ nhá, em về mách bố. Sao lại có cái chuông gió ở đây nhỉ? Đẹp thế. Về nhà thôi. Đẹp thật đấy. Em đúng là sinh ra chỉ để dành cho chị thôi. Chưa tỉnh thế nhở? Ôi giời ơi, giật hết cả mình. Hết hồn.
Thảo, mày sao đây? Anh Hiếu. Thảo, em sao đây? Em sợ lắm, em sợ lắm. Làm sao? Mày kể nghe xem nào. Lúc nãy em đang ngủ, em gặp một cô gái mặc váy trắng, tóc đen, mắt trắng dã. Em không biết là cô ấy dùng phép thuật gì mà trói tay em lại được. Em cố gắng cử động nhưng mà em không làm được. Cô ta cứ cố gắng đẩy em ra khỏi cửa. Lúc đấy em chỉ muốn mở mồm ra để gọi anh thôi. Nhưng mà em không làm được, em sợ lắm. Mày mộng du à? Hay là mày gặp ác mộng? Em cũng không biết nữa. Ơ, tay em làm sao thế? Đây đúng rồi, đây chính là cái vết mà con ma đấy cho em đấy chị ạ. Đây là đúng là vết hàn chói tay thật. Mộng du thì làm sao mà tự chói tay được? Lúc tao vào phòng thì nó đang ngồi ở cái tư thế như kiểu bị chói. Thế nhưng mà không hề có dây chói. Rồi có vết hàn này, mà rõ ràng tối qua nó làm gì có đâu. Đừng nói là cái Thảo nó bị ma chói nhá. Điên à? Nhà ta làm gì có ma. Thế nhưng mà sao tay nó lại bị thế này? Còn cả giấc mơ bị ma nữ bắt đi nữa. Ta không biết. Thế nhưng mà ta có cách để xem cái Thảo đúng bị ma ám không. Cách gì? Mưa đâu mà lại có sét nhở? Tao thấy có điểm chú mày ạ. Tự nhiên ấy, tao nổi hết cả da gà lên. Thì lạnh thế này nó lo chẳng nổi da gà. Chú mày nghe thấy gì không? Ui, vào nhanh, vào nhanh. Chị đừng có nhìn em thế. Em sợ lắm. Anh Hiếu ơi, sao qua có một đêm mà nhìn cái Thảo nó xanh xao người gục hẳn đi ấy. Này, hay là mày bị ma ám thật hả em? Thì bọn mày đừng có nói vớ vẩn. Em bảo, ở gần nhà em ạ, có một ông thầy ông trừ tà giỏi lắm. Vừa hôm trước á, ông ấy hiểu được một cái vòng cũng gần nhà em luôn. Chúng mày mê tín, nói linh ta linh tinh. Thế nhưng mà mình có mất cái gì đâu anh. Mình cứ ra đây hỏi, tin hay không là tùy mình thôi mà. Anh Hiếu ơi, anh cứ thử đi xem như nào. Dạ đây rồi ạ. Con mời thầy vào ạ. Cái chung gió này ở đâu ra vậy? Dạ con nhặt được ở một cái cây trên đường con đi học về hôm trước ạ. Ma ám ai hả thầy? Con bé này hả? Con bé này bị ma ám. Bị ma ám rồi. Ma ám ấy hả thầy? Em gái con hôm qua nó vẫn bình thường mà sao ma ám nhanh thế được ạ? Nhân trùng của cô ấy tối đen, mắt thâm quầng, sinh khí rất yếu. Ma không chỉ ám mà còn đang xâm chiếm cơ thể cô ấy. Dần dần linh hồn sẽ bị bắt đi. Nếu như mà không trấn giữ được con ma ấy, e rằng tính mạng cũng khó giữ. Anh Hiếu, em không muốn chết đâu. Làm thế nào bây giờ anh Hiếu, em không muốn chết. Thầy ơi, thầy có cách nào cứu em con không ạ? Người ta rất kiêng kỵ nhặt đồ trên đường mang về, nhất là với chuông gió. Vì chuông gió rất dễ bị vong hồn lang thang ám vào. Nếu như chiếc chuông gió được đặt ở chỗ
dương khí thịnh thì sẽ có tác dụng hóa sát. Nhưng chiếc chuông gió này con lại nhặt được ở trên đường, trên cây, sau đó đem về nhà, lại treo ở đường quỷ tuyến trong ngôi nhà. Vì vậy nó đã thu hút vong hồn lang thang ám vào. Chiếc chuông gió này đã bị một hồn ma lang thang ám vào, đang tìm một cơ thể hợp mệnh để nhập vào, hòng làm những điều mà người ta muốn. Thầy, thầy, bây giờ phải làm sao hả thầy? Có phải con bị người ta cướp mất linh hồn không thầy? Chưa. Nhưng mà âm khí đã ám hết căn phòng này, nó sẽ dần dần hút sinh khí của con mỗi khi mặt trời xuống. Thầy ơi, đêm qua em con còn mơ là có một người trói em con vào rồi bắt đi thầy ạ. Đúng vậy. Oan hồn đó sẽ nhập vào cơ thể con bé, điều khiển con bé làm những điều mà oan hồn đó mong muốn. Thầy, thầy, thầy cứu con đi ạ, con không muốn chết đâu ạ. Thầy ơi, hay là bây giờ mang cái chuông gió này đi đốt thì âm hồn sẽ tiêu tan đúng không thầy? Cũng có thể thử. Hiện tại ánh sáng mặt trời đang rất mạnh, hồn ma có thể sẽ suy yếu. Chúng ta hãy thử xem. Đi thôi. Linh linh, hồn ma ở đâu thì về ở đó, hãy đầu thai sang kiếp khác. Thì linh linh à, địa linh linh. Vong hồn này mạnh quá. Nếu muốn thiêu hủy cái này thì phải tự nguyện vong hồn đó thiêu hủy thì linh hồn mới siêu thoát được. Thầy ơi, con ma nữ này luôn muốn ép em gái con đi ra khỏi nhà, không lẽ nó muốn làm điều gì hả thầy? Đúng rồi đấy thầy ạ. Có khi nào ma nữ đấy muốn mượn thân xác của con để đi tìm người mà cô ta muốn gặp không thầy? Vậy thì lần này con đừng chống cự nữa. Hãy để cô ta tùy ý nhập vào cơ thể con, điều khiển con đi đến gặp người mà cô ta muốn gặp, làm việc mà cô ta muốn làm. Lúc đó tất cả các con hãy xuất hiện và nói với cái người mà cô ta gặp ấy là hãy khuyên cô ta siêu thoát đi, và chính tay người đó phải đốt cái chuông gió thì linh hồn cô ta mới tan biến. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Chuyện này ta chỉ giúp các con được đến đây thôi. Thầy, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Không sao đâu, bọn anh sẽ ở bên mày. Cái thằng đã bị ma nữ dẫn đi rồi. Đi theo nó thôi. Đi.
Anh Hải. Cô là... Anh Hải, em là Phương Anh đây. Phương Anh á? Không thể nào. Cô không phải là cô ấy. Cô ấy đã mất rồi. Hôm nay là 49 ngày của cô ấy. Người yêu ơi, cọ mềm đã héo khô. Cái giọng hát chó cắn của con Thảo Tổ ấy, có làm anh cứ thức tỉnh này. Phải tao chạy mất dép luôn. Im chỗ nào. Mặt hồ la xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Em là Phương Anh. Em cũng có thể gặp anh để nói với anh lời cuối cùng. Anh xin lỗi. Nếu hôm đấy anh không uống rượu, anh không nhất quyết đòi chở em về, thì đã không gây ra tai nạn để cho em phải chết oan uổng như vậy. Anh xin lỗi. Anh đừng buồn nữa. Số mệnh của em như vậy rồi. Em không trách anh đâu. Không. Anh là thằng khốn nạn. Anh là thằng khốn nạn. Khốn nạn mà. Anh đừng tự trách mình nữa. Cũng đừng uống rượu mỗi ngày như thế này. Trông anh tệ lắm, lại còn hôi nữa. Mấy ngày rồi anh chưa tắm vậy? Anh xin lỗi. Từ ngày em chết đến bây giờ anh vẫn chưa tắm. Anh xin thề, anh sẽ không uống rượu nữa. Nếu như có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn anh là người yêu của em. Anh cũng vậy. Anh sẽ không bao giờ quên em. Em sẽ không quên anh đâu. Anh cũng sẽ không quên em đâu. Em cũng sẽ không quên anh đâu. Anh cũng không quên em đâu. Thôi, không ai chịu quên ai thế kia. Làm sao một con ma nữ kia nó siêu thoát được chứ. Khổ quá. Để tao. Ủa anh chị ơi, em xin anh chị đấy. Gần 12 giờ rồi anh chị cứ như thế này à. Chị ma nữ này chị không siêu thoát, chị không đầu thai sang kiếp khác được đâu nhá. Mà sang kiếp khác anh chị vẫn gặp được nhau cơ mà. Anh mà không cho chị ấy siêu thoát nhá, là chị ấy cứ lang thang ở trên khắp trần gian này, rồi chị ấy sẽ biến thành quỷ đấy. Cho nên anh nhất định phải cho chị ấy siêu thoát. Cậu là ai? Anh ơi, em là anh trai của cái con bé mà người yêu anh đang mượn xác của nó để đi gặp anh đấy. Anh chị ơi, anh chị nói lời cuối với nhau đi, giải thoát cho nhau đi. Anh có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, còn chị ấy được đi đầu thai, còn hơn là ở trần gian đẩy đọa nhau như thế này. Hôm nay là ngày cuối chị ấy ở trần gian rồi. Anh ơi, anh nói lời cuối với chị ấy đi. Chị ơi, em xin chị tha cho con em gái em đi. Chứ mấy ngày hôm nay á, chị cứ đẩy đọa nó như thế. Ôi giời ơi, nó sống dở chết dở chị ạ. Tôi hiểu rồi. À, đấy, em đội ơn chị. Chị hiểu được là em đội ơn chị. Anh ơi, bây giờ anh đốt hộ em cái chuông gió này cái. Anh phải đốt chuông gió thì chị ấy mới siêu thoát được anh ạ. Đây ạ. Tôi anh chị ơi, định mệnh nó thế rồi thì anh chị chấp nhận đi. Anh làm đi. Đoạn đường này chúng ta dừng lại ở đây thôi. Phương Anh, anh hãy làm đi. Em chết rồi, nhưng còn anh, anh vẫn phải tiếp tục sống một cuộc sống mới chứ. Em mãn nguyện rồi. Anh hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ nhé. Có như vậy thì em mới siêu thoát được. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Lần đầu tiên tao thấy bọn mình dũng cảm như thế đấy.
dám đứng trước mặt một ma nữ. Ôi dồi ôi, mấy cái lần trước mà chỉ cần nghe thấy ma thôi á là vãi đái cả ra quần rồi. Không biết cái thế lực nào làm mình dũng cảm như thế nhỉ? Nhờ cả vào tao chứ đâu. Ơ, Thảo Tố, được giải thoát khỏi cái vong hồn đấy thì mày phải vui lên chứ. Em thì không được chứng kiến cái cảnh tượng đấy. Lúc mà em tỉnh dậy thì em chả nhớ gì cả. Mà nhá, em cũng thấy thương cho anh Hải với lại chị Phương Anh quá. Qua có cái gì đâu mà. Anh Hiếu ơi, anh làm sao đấy? Trật tự. Chúng mày có nghe thấy âm thanh gì không? Quen lắm. Có anh Hiếu ạ, tiếng chuông gió. Ở đâu đấy nhở?